Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp Tân Mến. Mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 318 của bộ truyện Tiên hiệp giải tập Nhân đạo chí tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy mất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước Lúc bây giờ Trung Nhạc điều khiển con thuyền cổ Tiếp tục lao vào thánh địa của Lôi Trạch Thị Mỗi khi đi qua một tòa thành thị Thì lại có thần long chặn đường Trung Nhạc vẫn mặc kệ cứ thế lao thẳng vào Con thuyền cổ thế như trẻ tre Bất cứ ai chặn đường đều bị hút bay không hề do dự Tò gan Đây là Lôi Trạch Thánh Địa Lẽ nào người lại hỗn xược ở đây được sao Có địch tấn công Có ngoại địch xâm nhập con thuyền cổ đi tới đâu, thần long chặn đường đều bị huyết cho thổ huyết có con có bị đâm đứt đôi người đột nhiên trăm vị long thần tế các tòa thành trì nguy nga lên chặn ngang phía trước tiếp đó là tiếng huỳnh huỳnh nổ lớn các tòa thành trì bị xuyên qua một lỗ lớn con thuyền cổ nghênh ngang đi qua lôi trạch thị dù sao cũng là một tiên tiên thánh địa lôi trạch thuần huyết tuy không nhiều nhưng ngoại tộc chuyển thế vào trong lôi trạch huyết mạch chiêu lực trở nên vô cùng cường đại và thần thánh vô số luồng khí tức khủng bố sung thiên bay ra từ các tòa thành trì hoa lệ đuổi theo con thuyền cổ ngay cả trung nhạc cũng không kìm được động dung chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã thấy trăm vị đế quân số lượng này thậm chí còn hơn quân đoàn mà hắn đã xây dựng lôi trạch thị chân chính suy bại nhưng lôi trạch thần tộc lôi trạch huyết mạch thì không chủng tộc này vẫn có sức mạnh to lớn trong tộc có vô số cường giả chỉ là sức mạnh này không thuộc về lôi trạch thị không thuộc về lôi trạch thị chân chính mà là sức mạnh của ngoại tộc điều này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bi ai lôi trạch thánh địa đã bị ngoại tộc xâm chiếm lôi trạch long thần thuần chính đã biến thành thiểu số còn ngoại tộc có huyết mạch của họ có hình dáng của họ có lãnh địa của họ có danh tính của họ chiếm thứ vốn thuộc về họ điều duy nhất ngoại tộc không có đó là linh hồn của lôi trạch thị chắc long tộc trưởng đã hoàn toàn bị khống chế trong lôi trạch thánh địa ở tử vi rút cuộc còn bao nhiêu lôi trạch thuần chính đây phía sau hàng nghìn con nộ long gầm thét lao tới vạch lên trên bầu tinh không các đạo lưu quang những con lôi trạch thần long này vô cùng đặc biệt, chủng loại mỗi con mỗi khác, mỗi con có thuộc tính khác nhau, có thanh long, xích long, hoàng long, lôi long, tử long, long mãng, quỷ long, hống, long sư, ô long, vân vân. Trung nhạc bất giác không nói được gì, nữ tử hoa tư thị nói không có sai. Các thần long của lôi trạch thị đúng là đa tình, với chủng tộc nào cũng có thể là chân ái, đa dạng đã đành, nhưng phi thiên ngô long thì sao đây, chắc là do cùng con tộc sinh ra thì phải. Hey, thế nhưng trong những người kế thừa của tộc ta cũng có người phát sinh quan hệ với côn tộc trung nhạc bực bội chắc chắn là tên tân hỏa kia đã rụ rỗ dọc đường trung nhạc thấy nhiều tinh hệ trên những tinh cầu có sinh mệnh có rất nhiều thần long bản cứ xây dựng long miếu nô dịch rất nhiều chủng tộc mà hưởng thụ tế tự những tinh cầu này số lượng rất nhiều khiến người ta phải chép miệng nhìn những giải tinh hà bao la mà trung nhạc thấy thì lôi trạch thị không những không suy bại mà quy mô còn lớn hơn thế lực mạnh hơn cả Trung ương thị từng là hoàng tộc. Nhưng ở đây có lẽ không nhiều thế lực thực sự thuộc về Lôi Trạch thị, phần lớn đều là ngoại tộc chuyển thế hoặc là huyết mạch ngoại tộc. Nói như vậy, ở đây chắc chắn có một số thượng cổ đại thần thông giả rồi. Trung Nhạc nhau mắt, trong số các phục khi ở thế ngoại chi địa, phần lớn đều là thượng cổ đại thần thông giả chuyển thế và hậu thế của họ, có lẽ Lôi Trạch thị cũng là như vậy. Tại thế ngoại chi địa, không chỉ có một vị đế cấp Vậy trong lôi trạch thị Có lẽ cũng có đế cấp thuộc các tượng cổ đại thần thông giá Chẳng trách mà đàn áp chắc long biểu huynh Không ngừng đầu lên được như vậy Cuối cùng con thuyền cổ Bỏ xa những lôi trạch thần long truy sát Cánh kẽ đập bình ổn đắp xuống vùng trung tâm của lôi trạch thánh địa Phía trước là những tòa cung điện Nguy nga và hoa lệ Cung điện ở đây nối nhau kéo dài vô tận Nhưng khác với cung điện ở ngoại vi Cung điện ở nơi này mang tính thẩm mỹ cao hơn rất nhiều Lôi trạch thị là một thần tộc quy hoàng từ thời đại hắc ám tới nay trình độ văn minh của họ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi lôi trạch thị chân chính còn có thành tựu cực cao về nghệ thuật phẩm vị cao nhã điểm này trung nhạc đã được lĩnh hội từ những bức vích họa trong lôi trạch lục đạo giới dù sao thì lôi trạch thị cũng là đại tộc quy hoàng từng xuất hiện rất nhiều vị thiên đế rõ ràng đây mới là nơi lôi trạch thị chân chính ở nhưng cung điện ở đây có rất ít người ở trung nhạc phóng thần thức tìm kiếm xung quanh nhảy mắt đã bao phủ cả vùng cung điện biểu huynh thần thức của hắn chạm tới một luồng tinh thần khủng bố chạm nhẹ rồi tách ra ở vùng trung tâm đế uy sung thiên chắc long từ từ bay lên nhìn con thuyền cổ khi thấy các nữ tử hoa tư thị ở trên thuyền thì kinh ngạc cười ồ oh, thị thì ra là biểu đệ và các tỷ muội hoa tư thị sao các ngươi lại tới đây vậy những kẻ bên ngoài kia cho các ngươi vào hay sao trung nhạc đáp thuyền xuống hắn cười lên tiếng biểu huynh ở đây không thấy bình gì cả Chắc Long thần đế cười nói Còn tốt hơn trước kia nhiều Trước kia ta chưa thành đế Nhất cử nhất động đều bị giám sát cả Giờ ta thành đế rồi Những kẻ đó muốn giám sát ta cũng không dễ dàng Trung nhạc suýt xoa Đường đường là tiên thiên thần Tộc trưởng của lôi trạch thị huy hoàng Lại rơi vào cảnh ngộ hiện nay Làm gì cũng khó Nhưng phục quy thị lẽ nào không phải cũng như vậy hay sao Lôi trạch thánh địa cho dù nhìn bề ngoài Vẫn khí khái phi phàm Nhưng thực tế thì đã mục ruỗng Chắc Long đang định dẫn họ vào trong thánh địa thì bên ngoài bỗng nổi gió, rồi các vị thần long khổng lồ uốn lượn trên không trung. Vô số thần long khổng lồ hiện hình, dâu rồng dài hoàng bay trên không trung, thần thánh và phi phàm, không nộ mà vẫn uy nghiêm. Thần long ở giữa tỏa ra đế uy, rõ ràng cũng là một vị thuộc đế cấp. Chỉ là dâu rồng của hắn màu mối tiêu, rõ ràng đã là lão liên, là một vị lão long đế. Tộc trưởng, ngoại địch xâm nhập tại sao tộc trưởng lại coi ngoại địch là khách quý như vậy vị lão long đế kia phát ra tiếng long ngâm chất vấn ngoại địch xông vào hoành hành bá đạo bất kính với lôi trạch thị ta xúc phạm địa chủ hơn nữa còn đả thương không ít cường giả tộc ta đáng chém chém để thị uy chắc long ổ lên một tiếng thản nhiên nói ồ oh, ngoại địch sao Vị đây là thiên đình thừa tướng sao là ngoại địch được thiên thừa tướng sao lão long đế kia cười khẩy thiên đình liên quan gì tới lôi trạch thị ta đấy thiên đế tuy quyền cao chức trọng nhưng không quản được lôi trạch thị ta đâu thiên pháp của thiên đế không bằng tông pháp lôi trạch thị thiên thừa tướng ở trước lôi trạch thị ta không đáng một xu hắn đã thương lôi trạch tộc nhân thì phải trị tội lẽ nào tộc trưởng ngăn cản ta dùng tông pháp hay sao chắc long động nộ liếc nhìn trung nhạc rồi đột nhiên cười hà hà Ồ oh, nếu vậy thì mời Long Thị Huynh dùng tông pháp đi Thiên tử tướng vị Long Thị đây là phó tộc trưởng của tộc ta Hắn muốn dùng tông pháp bắt ngươi ta cũng không làm gì được Trung nhạc ánh mắt lay động quan sát vị lão Long đấy kia Thấy toàn thân của hắn là bạch mau toát ra thi khí Chắc là hỗn huyết giữa sỉ tỷ thi tộc và Long tộc Trung nhạc khó hiểu lên tiếng Ồ oh, vậy lô trịch thị có mấy vị phó tộc trưởng đấy Chắc Long đang định nói thì đột nhiên đế uy dâng tràn một vị long đế dẫn theo vài vị thần long cảnh giới đế quân giáng lâm vị long đế kia lạnh lùng nói tộc trưởng ngoại địch xâm nhập người lại coi ngoại địch là khách quý của mình làm tổn hại uy nghiêm của lôi trạch thị không nói còn làm mất mặt lôi trạch thị thì làm sao làm tộc trưởng được nữa đây chắc long nửa cười nửa không vị này chính là long phượng phó tộc trưởng không giấu gì thiên tử tướng lôi trạch thị ta có 8 vị phó tộc trưởng ngoài họ còn có long thiên báo lung điệt long tà long sở ma long mộng thần long nha ồ lung điệt ư ừ, thì ra nàng ta cũng là trung nhạc khít vào một hơi khí lạnh lầm bầm nói tám vị này đều là long đế hay sao chắc long lắc đầu cũng không phải lung điệt trước đây không lâu thành đế còn long nha thì chưa hắn đang nói thì đột nhiên có chim đen bay tới thân chim đầu rồng trên cổ đều là vảy rồng tạo thành lông vũ cánh thì do vảy tạo thành lấp lánh ánh kim khi vỗ cánh vảy rồng tỏa sáng toàn thân tỏa ra thần quang đây chắc là long nha phó thực trưởng rồi trung nhạc cật đầu cười long nha khép cánh lại biến thành thần nhân đầu rồng thân chim đứng ở trên không trung hắn nhìn trung nhạc kinh ngạc ta đang nói là ai thì ra là thiên thừa tướng chẳng trách mà gan to bằng trời hành động lại ngang tàn dám xâm nhập lôi trạch thị ta Thiên thị tướng thì sao chứ Lại có đế uy cuồn cuộn tới Tà khí lan tràn Một con cự long bay tới toàn thân vầy rồng Tựa những con mắt vô cùng quỷ dị Hắn cười khẩy Thiên thừa tướng Phạm tông pháp của lôi trạch thị ta Cũng phải chém không tha Lại có một vị ma long đế giáng lâm Hắn cười hà hà Lôi trạch thị ta hiếm kỳ có khách quý như vậy Chư vị đừng có họ chém hét giết như vậy Thiên thừa tướng là khách hiếm có Tộc trưởng nên quản đãi kìa Đừng nói húc chết về tiên lao nhau Cho dù có ăn vài lôi trạch thần long Cũng không có gì to tát cả Lại một vị thần long đế khác đáp xuống Nhàn nhã nói Chúng ta giết thiên thừa tướng Thì không phải sẽ đắc tội với thiên bảo huynh hay sao Thiên bảo huynh nào có đúng không Trung nhạc nhìn long thiên bảo Ánh mắt lay động Vị thần đế mang huyết mạch lôi trạch thị này Cho hắn cảm giác rất quen thuộc Long Thiên Bảo chắc là một trong 30 đạo thân của Thiên Trác Long đúng là bị khống chế, bị khống chế hoàn toàn. Thiên đình của Mục Tiên Thiên có bao nhiêu vị đế đây? Cả trận đế tranh chỉ xuất hiện bao nhiêu vị đế đây? Còn ở Lôi Trạch thị này lại có tới 7 vị đế canh giữ, trong đó còn có Lung Điệt và Thiên Đạo Thân thần bí Long Thiên Bảo. Trung Nhạc lúc này mới biết tại sao ngay cả thần hậu nương nương cũng phải thận trọng, loại bỏ từng chút, từng chút một ngoại tộc xâm nhập vào Hoa Tư thị. Tình hình Hoa Tư thị hồi đấy phải đối mặt có lẽ cũng chẳng tốt hơn Lôi Trạch thị hiện giờ là bao áp lực của thần hậu nương nương hồi đó chắc chắn là không nhỏ Thiên thừa tướng là khách tử xa tại sao không khoản đãi cho được đột nhiên Long Thiên Bảo cười nói đứng ở đây cũng không phải cách đâu Long Tà nham hiểm lên tiếng khoản đãi sao hắn vi phạm tông pháp đương nhiên phải giết không tha lẽ nào lôi trạch ta lại sợ cường quyền như vậy hay sao lộ ra bên ngoài thì thể diện lôi trạch thị ta còn đâu Húc chết vài con rồng Thì có gì to tát ư Long sở ma kề khẩy Thiền thừa tướng ở vũ trụ cố Là người uy danh hiển hách như vậy Lát nữa ta nhất định phải kính rượu hắn ta Uống một trận không sai không về kìa Trung nhạc quan sát từng người Trong số những người tới thì sáu người là đế cấp Long sở ma, sở ma đế Chắc là phái hệ tiên thiên ma đế Long tà, long tà đế Chắc là phái hệ của tiên thiên tà đế Long mộng thần, mộng thần đế chắc là phái hệ của tiên thiên thần đế còn long phượng long phượng đế chắc là phái hệ của phượng thiên nguyên quân long nha long nha đế thì là phái hệ của nguyên nha thần vương còn long thị xuất hiện đầu tiên long thị đế mang huyết mạch huyết thống của sĩ tỷ thi tộc la lịch của hắn thì có chút cổ quái sĩ tỷ thi tộc có lẽ xuất thân từ luân hồi táng khu là chủng tộc do đế thi thành đạo để lại táng đế đế long thị xuất thân từ luân hồi táng khu theo lý mà nói vị long thị đế này nên là phái hệ của táng địa thần vương nhưng đây chính là điểm cổ quái Táng địa thần vương bị phục môn đạo tôn giết chết vào cuối thời đại Săn bằng tầng thứ 10 của táng khu Thậm chí phá vỡ luân hồi đẳng Mà đối phó với lôi trạch thị Thì lại là sự việc xảy ra vào thời đại phục khi thần tộc bị bại vong Khi đó táng địa thần vương đã chết một hai vạn năm rồi Vì thế Long thị đế tuyệt đối không thể nào là do táng địa thần vương cải cắm và trong lôi trạch được Là kẻ khác đã cả long thị đế ở đây Lẽ nào là người đứng sau táng đế kia sao Trung nhạc trong lòng căng thẳng nhớ tới đạo thần thông đáng sợ trong tầng trời thứ 10 luân hồi táng khu, nhất niệm hóa vạn giới. Nghe nói ngay cả đạo tôn cũng không thể phá giải được thần thông này. Nhất niệm hóa vạn giới có thể khắc chế thần vương, tiên thiên tà đế, tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế đều không thể phá giải. Hơn nữa, mặc nhận loại thần thông đáng sợ này có thể khắc chế họ. Kẻ đứng sau tăng đế chính là kẻ đã để lại thần thông nhất niệm hóa vạn giới này. Táng đế cũng như Long Thị đế đều xuất thân từ luân hồi Táng khu, lẽ nào kẻ đứng sau họ là cùng một người hay sao? Vậy sau lưng Lung Điệt rốt cuộc là ai đấy? Trung nhạc lộ ra vẻ cổ quái, hắn hoàn toàn không thể ngờ Lung Điệt lại cũng là Lôi Trạch thị, Lung Điệt và Mục Tiên Thiên kết bái là có ý đồ gì đây? Sứ mệnh trước kia của nàng ta có lẽ là giám sát chia rẽ Lôi Trạch thị, tại sao sau đó lại đi theo Mục Tiên Thiên đây? Lẽ nào là giám sát Mục Tiên Thiên hay sao? nàng ta bị đại tư mệnh hàng phục rút cuộc thực sự bị đại tư mệnh hàng phục hay là bị hàng phục mà phải phụng mệnh đại tư mệnh đây còn nữa lung điệt về mặt chữ thì là điệt nữ nhi của rồng nàng ta là con cháu của ai đây đại tư mệnh dùng thái phùng lung điệt và dực thiên quân giám sát mục tiên thiên vậy lung điệt có phải là quân cờ kẻ khác dùng để giám sát mục tiên thiên và đại tư mệnh hay không là hắc đế hay là bạch đế đây hoặc là một kẻ đáng sợ nào hơn khác đây trung nhạc sắc mặt của quái không tới lôi trạch thì không thể biết được những bí mật này. chỉ là biết rồi, chỉ lại càng thêm nhiều nghi hoặc. lôi trạch thị còn nhiều bí ẩn hơn hắn tưởng. đây đúng là chiến trường của các thần vương và những kẻ đáng sợ. đến mức chủng tộc cổ xưa nhất là lôi trạch này bị họ khiến cho chia năm sẽ bảy hỗn loạn không thôi. tà đế chết rồi, quy thuận thiên. trung nhạc đột nhiên nói. long tà đế, người cũng nên nghe theo lời của thiên bảo đế đi. long tà vốn muốn trị tội hắn nghe thế không khỏi giật mình vội nhìn sang thiên bảo đế trầm mặc không nói trung nhạc tiếp tục mỉm cười vũ trụ cổ ba phần có ta tiên thiên thần đế tiên thiên ma đế có thể tự bảo toàn ta chết rồi tiên thiên thần đế và ma đế chắc chắn phải một bên chết đi sở ma đế mộng thần đế chắc các ngươi cũng biết lợi hại trong đấy sở ma đế và mộng thần đế khẽ gật đầu trung nhạc nhìn thiên bảo đế nói thiên bảo đế có thiên tâm chắc biết rõ thiên nghĩ gì Thiên Bảo Đế mỉm cười, Trung Nhạc nhìn Long Nha Đế, Long Phục Đế khẽ nói: Hai vị nghe đại tư mệnh, hay nguyên nha, hoặc Phượng Thiên Nguyên Quân đây, các người hãy hỏi xem nên đối với ta như thế nào. Long Nha Đế và Long Phục Đế nhìn nhau, mỗi người đều lặng lặng dùng tế đồ đằng thần trụ liên lạc với Nguyên Nha Thần Vương và Phượng Thiên Nguyên Quân. Sau khi nhận được chỉ thị thì đều trầm mặc. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên cười nói: Vậy giờ ta muốn giết Long Thị Sư Huynh ở Lôi Trách ai ngăn cản ta đấy? Long thị đế sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn Long tà đế, Thiên Bảo đế cao giọng nói: "Trừ vị đạo hữu chúng ta trước nay cùng tiến cùng lui, lẽ nào lại bị một tên tiểu quý chia rẽ hay sao? Hắn là Thiên Thừa tướng, một kẻ gian xảo có tiếng, bại hoại giang sơn của đế minh, bại hoại giang sơn của đế hậu, lần này hắn tới là muốn tấn công chúng ta kìa." Thiên Bảo đế và Sở Ma đế mấy người trầm mặt, mặt không có bất cứ biểu cảm gì. Long thị đế nhìn thấy vậy, trong lòng thất vọng cười ha hà. Long tả đế Chúng giết tiên thiên tả đế rồi Sư tôn của ngươi Khiến tiên thiên tả đế rơi vào bàn tay ma quỷ của thiên Ngươi không muốn báo thù cho sư tôn của ngươi hay sao Long tả đế coi như không nghe thấy Trung nhạc mỉm cười Mặc cho hắn tiếp tục nói Long thị đế càng thêm thất vọng Nhìn sở ma đế và mộng thần đế Hai vị đạo hữu Sư tôn các ngươi tiên thiên ma đế Và thần đế bị hắn treo đùa Bị thao túng Tức đoạt lãnh địa của thần tộc ma tộc các ngươi các người không muốn giết hắn xả hận hay sao Sở ma đế và mộng thiên đế coi như không nghe Khi biết trung nhạc ở vũ trụ cổ Chia ba thiên hạ Họ cũng chấn kinh Tiên thiên ma đế và thần đế Là thái cổ thần vương cổ xưa nhất Mà phải cắt nhường lãnh địa cho trung nhạc Điều này với một vị tạo vật chủ nhỏ bé Thì đúng là thành tựu trong mơ Nhưng họ cũng biết Nếu trung nhạc chết thì thần ma mất cân bằng Tiên thiên thần đế và tiên thiên ma đế Không thể cùng tồn tại Cho dù không chết trong tay đối phương thì cũng rơi vào bàn tay ma quỷ của thiên huống hồ lại còn có một tiên thiên luôn nhăm nhe bên cạnh tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế nhưng lãnh địa cho trung nhạc là lựa chọn tốt nhất long thị đế cũng không nhìn long thiên bảo thiên bảo đế là thiên đạo thân của thiên bị trung nhạc nói rõ trước mặt bao người đương nhiên hắn biết thiên bảo đế càng sẽ không đối phó với trung nhạc còn long nha đế và long phượng đế thì đã thỉnh thị nguyên nha thần vương và phượng thiên nguyên quân đương nhiên sẽ không bị hắn thuyết phục Trung Nhạc nhàn nhã nói Long Thị Sư Huynh đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì để ta tiễn ngươi lên đường Chắc Long Thần Đế trận mắt Vừa rồi bắt đại lôi trạch Long Đế Khí thế hùng hổ ập tới Muốn trị tội Trung Nhạc Thật không ngờ Chỉ vài lời mà cục thế đã nghịch chuyển Trung Nhạc bỗng chốc Hóa Nguyên An thành An Ngược lại Long Thị Đế vừa rồi hung hăng là vậy Giờ thành cô độc không còn ai nói cho hắn nữa Trong lòng chắc Long cũng thấy thích thú Thời gian qua Hắn chịu ấm ức không ít trước Long Thị Đế Không ít lần bị hắn ức hiếp Cho dù mấy năm trước hắn thành đế Thực lực tăng vọt Không còn sợ bất cứ ai trong số họ nữa Nhưng cũng bị Long Thị Đế Liên kết với các Long Đế khác đàn áp Không ngừng đầu lên được Lần này Trung Nhạc trực tiếp nói rõ Muốn giết chết Long Thị Đế trước mặt các cường giả lôi trạch thị Long Thị Đế tìm đồng minh Nhưng chẳng một ai theo Đối với chắc Long mà nói đúng là sảng khoái Hết sức sung sướng Long Thị Đế cười ha ha thản như nói Tiểu bối đúng là ngông cuồng hỗn xược mà Vừa rồi ta chẳng qua Chỉ hỏi mấy vị đạo hữu xem có một lòng Hay không thôi chứ không hề có ý sợ ngươi đâu Ngươi là cái thá gì chứ Phục khi dương nghiệt Chỉ hận những kẻ kia trong lòng đều đã có âm mưu riêng Không chịu hạ thủ với ngươi Cũng được hôm nay để ta tiễn ngươi lên Hắn còn chưa dứt lời Thì khí thế của Trung Nhạc đã bùng phát Khí thế đấy đúng là kinh thiên động địa Cuồng bạo đến cực điểm từ khi Trung Nhạc tham gia trận chiến bao vây tà đế tu vi của hắn càng ngày càng cao, lĩnh ngộ và kiến giải về đạo cũng đạt tới cao chưa từng có. Trận chiến giết tà đế để hắn tham gia đối quyết với thế cổ thần vương, tầm mắt của hắn, ý thức chiến đấu của hắn đều đã được tu luyện tới cảnh giới đáng nể. Tới trận chiến giết Nam Minh thần vương thì càng là một đao chấn động thế gian, là vô lượng thần thông do lĩnh ngộ trận chiến bao vây tà đế đem lại mà biến thành. Thời gian qua, tuy trung nhạc hiếm khi ra tay, có phần trầm ổn hơn, cũng rất ít khi tu luyện Thế nhưng lúc này khi thế hắn bạo phát thì khủng bố như thiên địa sơ khai, vũ trụ bành trướng. Long thị đế bị khí thế đấy xung kích, đạo tâm vốn dĩ không thể lay động, đột nhiên xuất hiện sơ hở. Uỳnh uỳnh. Con thuyền cổ nghiền cánh đâm thẳng vào ngực Long thị đế, húc bay vị lão Long đế này đi. Bên trên mũi thuyền, trung nhạc bước ra tung trưởng nhằm vào ngực của Long thị đế. Âm một tiếng, chấn động từ bàn tay hắn chuyển tới, chỉ nghe tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Tiên thiên thái cực xoay tròn vây ra, thái cực đồ chấn động âm dương tứ tượng bay ra tứ tượng chấn động tách làm lục thập tứ quái rồi lại hợp thành tám tòa đại trận tiên thiên bắt quái tiên thiên bắt quái tiên thiên tứ tượng tiên thiên thái cực mỗi một cái một trường ấn bay ra thái cực là thần ma nhị ấn tứ tượng là tứ tượng bát ấn bát quái là lục thập tứ ấn đánh lên mi tâm thái dương ít hầu ngực hai vú đan điền và khí hải của long thị đế Long thị đế gầm lên phẫn nộ, thân hình uốn éo, nhục thân phình to, cơ thịt to lên trong nháy mắt đã biến thành một con cửa long lông trắng, tiếng long ngâm vang vọng. Hắn bị một loạt công kích của Trung Nhạc đánh cho vẻ nguyên hình, phải hiện ra chân thân. Trường của Trung Nhạc khi đánh lên người hắn đột nhiên lại chấn động, mỗi trường ấn lại là tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng, tiên thiên bất quái bay ra. Mỗi một tòa trận pháp có trường ấn tương ứng bay ra, tổng cộng có 5476 trường. Đây là 5476 loại ấn pháp ấn pháp là chấn động phân tách tiếp lần này có đến hàng nghìn vạn ấn pháp rồi toàn bộ ấn pháp là chấn động lần thứ tư lần này có tới hàng tỷ ấn pháp đến lần thứ năm lần thứ sáu lần thứ bảy trưởng ấn còn nhiều hơn cả tinh xa ở ngân hà tất cả trong nháy mắt đã yên lên đầu đằng văn đại đạo của long thị đế long thị đế nghe thấy tiếng đại đạo đang đánh tan vỡ đạo của hắn không phải là tiên thiên đại đạo chân chính mà là tiên thiên đại đạo được tạo thành từ đầu đằng văn tuy là đế cấp nhưng dù sao cũng được tạo thành từ vô số đảng văn nhỏ bé. Với người khác, đế cấp đại đạo của hắn là không thể công kích, nhưng với Trung Nhạc, người nắm trong tay Tam Mục Thiên Đồng thì đạo của hắn có thể phân giải thành đồ đảng văn nhỏ hơn nữa. Công kích của Trung Nhạc dùng tới không gian thất đạo luân hồi, tiên thiên bắt quái, đại thần thông bên ngoài đạo, phá vỡ mọi đồ đảng văn lý, tạo thành đạo của Long Tỷ Đế. Công kích này cũng là chạm đạo, nhưng chém vào đạo hạnh của hắn khiến hắn rất xuống khỏi đế cảnh hàng loạt công kích của Trung Nhạc thực sự là đáng kinh ngạc, chém dứt cảnh giới đế cảnh của một vị lão niên Long Đế, chém dứt tâm cảnh của hắn, cho dù cùng là đế cấp cũng không dám nói mình có thể, thế nhưng Trung Nhạc đã làm được điều này. Công pháp của hắn vốn có sở trường là suy diễn, thần thông cũng nổi danh với chẩm đạo, thế nào gọi là chẩm đạo đây? Chẩm đạo chưa thành hai loại, chém đứt đại đạo và hủy diệt đạo của đối phương. Chém đứt đạo chỉ cần chém đứt đại đạo của đối phương, phá giải thần thông của đối phương. Còn hủy diệt đạo thì phải tiêu diệt hoàn toàn đại đạo của đối phương, cả hai đều cần phải có năng lực suy diễn cực lớn và hủy diệt đạo thì gấp hàng chục, hàng trăm lần chém đứt đạo. Thần thông của đối thủ là sự hiển hóa của đạo, còn đạo được cấu thành từ đồ đằng văn. Chém đạo cần phải nhìn thấu mọi sự biến hóa đồ đằng ẩn chứa trong đại đạo của đối phương, hiểu đại đạo của hắn, trong nháy mắt suy đoán được đạo lý trong đại đạo của đối phương, nhìn rõ cấu tạo đại đạo, chủng loại, xếp hạng, cách tổ hợp hàng tỷ tỷ đồ đằng văn của đối phương mà hàng tỷ tỷ đồ đằng văn này cần phải đánh tan trong nháy mắt khiến đại đạo của đối phương luyện thành tiêu biến như vậy mới chém rất được đĩa cảnh một chiêu công kích trong nháy mắt vừa rồi của trung nhạc nhìn có vẻ như một chiêu thế nhưng thực sự là vô số công kích công kích đủ mọi phương diện của đối phương trước tiên là dùng khí thế làm lung lay sự tự tin tín niệm của long thị đế dùng khí thế áp đảo đối phương rồi dùng tốc độ của con thuyền cổ hút mạnh long thị đế phá vỡ khí huyết của hắn tốc độ của con thuyền cổ đủ để khiến cho long thị đế không kịp đề phòng long thị đế thân hình không vững khí huyết lung lay đó là cơ hội hiếm có với trung nhạc một chiêu phá nhục thân đối phương tu vi của trung nhạc vẫn không thâm hậu bằng long thị đế vì thế phá nhục thân đối phương cần phải dùng rất nhiều tầng công kích trong một chiêu vừa rồi trung nhạc tấn công tất cả 74 đạo thần thông 74 ấn chiêu đó phá nhục thân của long thị đế đánh hắn về nguyên hình chính là bước đệm cho chạm đạo thần thông sau khi long thị đế bị phá nhục thân trung nhạc cho thất đạo luân hồi chuyển động công kích tăng lên cấp số nhân khi lần luân hồi thứ hai khởi động số lượng công kích đã là 74 lần của 74 lần thứ ba là 5.476 lần của 5.476 lần lần thứ tư công kích là nghìn vạn công kích lần thứ năm thứ sáu cứ thế tăng dần lần thứ bảy thì đã là vô số công kích số công kích này đánh lên người long thị đế xâm nhập vào đại đạo của hắn phá hủy đại đạo dễ như trở bàn tay khí tức khí thế khí huyết tu vi pháp lực của Long thị đế tụt giảm nhanh chóng chiêu vừa rồi của Trung nhạc thực sự là quá ác trực tiếp chém hắn rất khỏi đế cảnh cảnh giới hiện giờ của hắn rơi xuống đế quân trong lòng không khỏi hoảng hốt và bất an đây là lần đầu tiên hắn hốt hoảng như vậy nhìn Trung nhạc đang chấp tay sau lưng từ từ tiến lại mà tâm thần đại loạn bảy quần sáng sau đầu Trung nhạc đang từ từ giảm tốc độ xoay chuyển chậm dần Long thị đế vội vàng cảm ứng đại đạo cảnh giới của hắn tuy bị tụt nhưng tâm cảnh vẫn còn Trung Nhạc chỉ tạm thời đánh hắn xuống cảnh giới đế quân, chỉ cần tâm cảnh của hắn vẫn còn thì hắn có thể hàng phục thiên địa đại đạo, một khắc sau là có thể hồi phục được cảnh giới. Chỉ cần hồi phục về đế cảnh thì hắn không phải sợ Trung Nhạc. Trung Nhạc chẳng qua là dùng khí thế làm lay động khí thế của hắn, dùng lời nói hạ thấp sự tự tin của hắn, dùng con thuyền cổ phá khí huyết của hắn. Chỉ cần lần này hắn phòng bị kỹ hơn, đứng vững hơn, không cho Trung Nhạc bất cứ cơ hội nào thì chiến lực của hắn vẫn hơn xa Trung Nhạc rất nhiều thế nhưng khi hắn dùng tới đạo tâm thì càng thêm hoảng loạn hắn không cảm ứng được thiên địa đại đạo không thể dẫn thiên địa đại đạo đây là điều hắn không thể ngờ tới không hiểu tại sao ngươi không trở lại đế cảnh được phải không trung nhạc đi tới trước mặt hắn lạnh nhạt nói ta chém cảnh giới của ngươi xuống đế quân không chỉ chém tu vi của ngươi mà chém cả đạo tâm của ngươi kìa giờ ngươi đã không còn tâm cảnh đế cấp nữa rồi không thể trở lại đế cảnh được nữa rồi Long thị đế giọng nói khàn đặc Người, người chém rất tâm cảnh của ta Làm sao chém được Long tà đế Thiên bảo đế cũng chấn kinh Chém cảnh giới có khả năng Thế nhưng chém tâm cảnh thì tương đương Với chém một đao lên đạo tâm Phá tan đạo tâm của đối phương Việc này thì khó Người có thể hủy diệt nhục thân của ta Nhưng không thể hủy diệt tinh thần của ta Thế nhưng Trung Nhạc đã phá hủy tinh thần của một vị đế Đánh rất tâm cảnh của hắn Đúng là thần kỳ Tinh thần khó hủy diệt thân nhục thân rất nhiều Đột nhiên thiên bảo đế khẽ lên tiếng Bất diệt thần thức kinh có thể làm được điều này Chư đế nghe vậy trong lòng căng thẳng Bất diệt thần thức của phục khí ký tiết đế sao Chắc Long cũng chân kinh Chẳng trách nào, chẳng trách nào Ký tiết đế thời đại địa kỷ Không có công tích to lớn như phục mân hay là bảo hy đế Không được tiêu xá như hạo dịch đế, độc bộ cổ kim Hắn không phải thiên đế mạnh nhất Cũng không phải thiên đế có hào quang sáng cho nhất nhưng hắn để lại bất diệt thần thức tinh thần bất diệt hắn tu luyện tinh thần tới cực hạn chấn kinh cổ kim vừa rồi khi trung nhạc chém cảnh giới của long thị đế có lẽ dùng cũng dùng là bất diệt thần thức công kích đạo tâm của hắn Trảm đạo là công kích cứu hình bất diệt thần thức là công kích vô hình đập tan tinh thần của long thị đế khiến đạo tâm của hắn tụt giảm trong số bọn họ cũng có người có thể đối phó với long thị đế kích sát hắn nhưng thực lực long thị đế rất cường đại họ chỉ có thể dựa vào chiến thuật du kích tránh né công kích điên cuồng của Long Thị Đế rồi mới có khả năng giết hắn. Vì Long Thị Đế đã già, hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài nên kéo dài trận chiến là có thể đánh bại được hắn. Nhưng Trung Nhạc ngay từ đầu đã dùng công kích mãnh liệt đánh rất cảnh giới và tâm cảnh của Long Thị Đế. Đổi lại là bất kỳ ai trong số họ thì cũng không thể làm được điều này. Thiên Bảo Đế cười lên tiếng. Long Thị Đạo Huynh đã bái chịu thế hạ phong. Thiên Tử Tướng không cần phải hạ sắp thủ. Mọi người nên giữ hỏa khí đi. Long ta đấy hiểu ý cũng cười nói ờ, Thiên thừa tướng đã chứng minh được bản lĩnh của mình Long thì đạo huynh lỗ mãng rồi Đúng là lỗ mãng rồi Còn không mau bày tiệc rượu tẩy trần cho thừa tướng đi Phải đây là việc tốt kìa Long Phượng cũng cười khen khách nói Đúng là không đánh thì không quen biết mà Giang Sơn đời nào cũng có thiên tài Che giả măng mọc Long thì đạo huynh già rồi Phải chấp nhận thôi đi Thừa tướng từ xa tới Huynh lại cứ giao ai với hắn như vậy nào giờ biết sai chưa Còn không mau bày tiệc tạ tội đi Long thị đế trong lòng có chút hy vọng Cười ha ha Thiền thừa tướng đúng là bất phàm ờ, Lão phu già rồi Được rồi lão phu nhận sai Bày rượu tạ tội Nói rồi hắn quay lại dặn dò người dưới Các người còn không mau bày tiệc rượu Còn để ta đích thân đi làm hay sao Trung nhạc hắng giọng Long thị huynh dừng bước lái Long thị đế cứng người dừng chân quay lại vẻ mặt có chút biến dạng giọng khàn khàn nói: Thiên thừa tướng người chắc biết uy năng của vị đứng sau lưng ta phải không? Ngươi không thể chống lại được đâu. Trung nhạc gật đầu cười: Ta biết ngươi không cần phải sợ ta ta chỉ muốn nói cho ngươi biết mình thua ở đâu thôi. Long thị đế yên tâm cười nói: Xin được rửa tay lắng nghe người đã nhiều năm chưa động thủ. Trung nhạc nghiêm túc lên tiếng. Không chỉ ngươi, các vị cũng vậy. Các vị sau khi thành đế thì giao ai ở loại tinh trạch, hưởng phúc vài vạn năm. Đạo tâm các vị đã bị mục dưỡng rồi. Thần thông công pháp của các vị cũng lạc hậu so với thời đại. Tuy các vị có thanh danh là đế, tuy là cảnh giới của đế, thì nhưng trong mắt ta chẳng quá, chỉ là đang đợi ta tới chặt đầu mà thôi. Bọn họ sắc mặt đại biến, trung nhạc đột nhiên cửa lớn. <laughs> Chư vị đạo huynh, đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, Tiểu đệ chỉ là nói đùa Một câu nói đùa thôi Long thị đế thở phào liền cười Ê, Câu đùa của lão đệ thật là Trung nhạc vung đao chém Đầu của Long thị đế rơi xuống Nguyên thần bị chém Còn chưa nói hết câu Vừa rồi ta nói tiễn ngươi lên đường Thì không phải đùa Nụ cười trên gương mặt của Trung nhạc biến mất Từ từ thu đao lại Qua lại nhìn thiên bảo đế Sở ma đế Mấy người họ Thế nét mặt họ cứng đờ, mỉm cười vỗ tay. Rượu đâu? Chư vị lão các ca Tiệc rượu tuyệt diệu, trần của ta đâu rồi? Còn không mau bày ra đi Chư đế nhìn nhau Rồi cùng nhìn thiên bảo đế Thiên bảo đế hắng giọng từ tốn nói Thừa tướng đúng là hỉ nộ vô thường Nhưng việc đã tới mức này Chúng ta là địa chủ Đương nhiên phải thể trần cho thừa tướng rồi Người đâu? Bày tiệc rượu Lập tức có long thần sực tỉnh Vội vàng đi bày rượu Trong đầu một mảng hỗn loạn Trung nhạc cười ha ha Kéo tay long tà đế đi về thánh điện Hắn cười nói Ừ, tiểu đệ lần này, ừ, lần đầu gặp chư vị lão ca ca, đúng là vừa gặp mà như đã quên từ lâu rồi, ngưỡng mộ kính phục mà. Ở Long tà đạo huynh, sao huynh không cười vậy? Long tà đế toàn thân căng thẳng, miễn cưỡng nở nụ cười. Vì hắn kéo cánh tay giống như một con mãnh thú hung tàn, ngoạn cho mồm vậy, cười được đúng là khiến người ta tâm phục. Các cô nương, trung nhạc vẫy tay với các nữ tử trên thuyền, hắn cười nói. Ta cùng mấy vị lão ca ca uống rượu Các ngươi cứ làm việc của mình đi Khâu Cấm Nhi vội vàng hỏi Là là làm việc gì Trung Nhạc thản nhiên Tiêu diệt bộ tộc của Long Thị Đạo Huynh Diệt có phải diệt tận gốc kìa Không được để lại hậu hóa Trừ vị lão ca ca sao lại không cười vậy à, Vậy mới đúng chứ Chúng ta đi uống rượu nào Hôm nay không nói chính sự Chỉ nói phong nguyệt thế nào À đúng rồi chắc Long Sư Huynh những cô nương kia của ta không biết ai là bộ tộc của Long Thị Đạo Huynh Chắc Long Huynh chỉ giúp đi Chắc Long mắt sáng lên lập tức rời đi Trên bàn tiệc Trung nhạc liên tục kính rượu Bọn thiên bảo đế Long nha đế Giống như hắn mới là chủ nhân ở đây Còn bọn họ là khách vậy Khi thế đã bị hắn đàn áp Mãi tới khi chắc Long dẫn mang nghìn hoa tư huyết tẩy sạch sẽ Bộ tộc của Long Thị Trung nhạc mới để cho chư đế rời đi Hắn ngồi đó giống như một vị đại ma vương vậy Mộng thiên đế rời khỏi lôi trạch thánh điện Nói nhỏ chư đế khẽ gật đầu đúng là trung nhạc tạo cho họ cảm giác đấy đại ma vương tả ác hung hãn đa đoan giam xảo đợi họ lộ sơ hở là lập tức trở mặt nốt trường họ trung nhạc lần này tới lôi trạch thị thủ đoạn nhanh như chớp khiến người ta không kịp trở tay căn bản là không kịp phòng bị mọi sự hỉ nộ của phục khí này đều khiến cho chư đế có cảm giác dùng mình mà dựng tóc gáy chư đế trở lại lãnh địa của mình thế lực của long thị đế đã bị huyết tẩy sạch sẽ không biết bao nhiêu lôi trạch thần tộc đã bị giết sắc chất đầy từng quả tinh cầu hàng trăm triệu cái đầu rơi xuống trong lòng họ không tránh khỏi cảm giác thỏ chết cáo buồn mấy vạn năm nay long thị đế và thế lực của hắn thao túng luân hồi của lôi trạch thánh địa sinh sôi không biết bao nhiêu lôi trạch thần tộc đúng là hưng vượng có thể nói là thế lực lớn mạnh nhất lôi trạch thánh địa tuy hắn tới từ táng khu nhưng kẻ đứng sau hắn đúng là đáng sợ cho dù là thiên cũng buộc phải lễ kính ba phần nguyên nhà tả đế bọn họ cũng không dám động vào kẻ đấy thiên bảo đế tuy mạnh nhất trong chư đế thế nhưng hứng thú về sinh sôi chủng tộc lại không nhiều vì thế thế lực của long thị đế thịnh vượng hơn các vị khác là đương nhiên Chưa là lần này đã bị trung nhạc hủy diệt hoàn toàn ba ngàn hoa tư mà trung nhạc đem tới đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của hoa tư thần tộc trải qua cuộc đại thanh tẩy nội bộ hoa tư thị dưới sự dẫn dắt của thần hậu nương nương bản lĩnh của họ không hề tầm thường nhưng chỉ dựa vào ba ngàn hoa tư thì vẫn không thể trừ tận gốc thế lực của long thị đế được dù sao Long Thị Đế cũng là đại đế mang huyết mạch của Lôi Trạch. Hắn đã sinh ra một đế tộc rất to lớn. Nói thực, tám vị phó tộc trưởng Lôi Trạch, chủng tộc họ sinh ra có lẽ tương đương với bát đại đế tộc. 3000 hoa tư không tiêu diệt được một đế tộc. Người thực sự huyết tẩy chủng tộc Long Thị Đế là Trác Long Đế. Trác Long dẫn theo Lôi Trạch Thần Long và một vài lão quái vật của bộ tộc hắn hạ sát thủ, chém chết vô số bộ lạc vài thế lực của Long Thị Đế trên dưới, không một ai chạy thoát được. Xác chất thành núi, máu chảy thành sông, đây chính là phong tục của lôi trạch thị long thị đế đàn áp lôi trạch thị lâu như vậy chắc long nổi cơn thịnh nộ đúng là máu chảy thành sông dù là khí thế tâm cơ thủ đoán thần thông hay là biến số chúng ta đều thua hoàn toàn rồi không phải là đối thủ của phục khí dương nhiệt kia sở ma đế cảm khái lên tiếng chúng ta đấu không lại hắn mà ngược lại có thể bị hắn tiêu diệt lần lượt từng người Lôi Trạch thị, có lẽ không phải nơi chúng ta có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý được nữa rồi." Thiên Bảo Đế cảm thán, chẳng trách mà có thể chi thiên hạ ở vũ trụ cổ như vậy. Họ biết rõ, trung Nhạc lần này tới Lôi Trạch thị chắc chắn không phải du sơn ngoạn thủy, uống rượu mua vui, mục đích của hắn chắc chắn là nhằm tiêu diệt ngoại địch bên trong Lôi Trạch thị. Ai là ngoại địch đây? Bọn họ chính là ngoại địch. Trừ bỏ Long thị Đế và thế lực của hắn, chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là loại bỏ bọn họ. Chỉ là thiên không muốn động thủ trừ bỏ trung nhạc Đại tư mệnh cũng không muốn động thủ Bọn họ cũng chẳng làm gì được Nhưng trung nhạc thì chắc chắn muốn trừ bỏ bọn họ Cho dù là Long Nha Đế thuộc Nguyên Nha Long Phượng Đế thuộc Phượng Thiên Nguyên Quân Trung nhạc chắc chắn cũng muốn từ bỏ Cho dù Nguyên Nha và Phượng Thiên đã rơi vào tay của đại tư mệnh Với tâm thái của kiêu hùng đấy Chắc chắn hắn sẽ không cho phép người ngoài nhúng tay vào thế lực của hắn để ta sẽ lập tức khỏi thiên có muốn ở lại lôi trạch hay không chúng ta ở lại đây một ngày sẽ nguy hiểm thêm một ngày hãy sớm quyết đoán tránh gặp bất chắc đi thiên bảo đế đột nhiên lên tiếng thiên thừa tướng hỉ nộ vô thường không biết sẽ giết các ngươi lúc nào chắc chư vị cũng nên hỏi bên đó xem sao long nha long phượng bọn họ lặng lẽ gật đầu rồi liên hệ với người đứng sau sở ma đế và mộng thiên đế cũng liên lạc với tiên thiên ma đế và tiên thiên thần đế thỉnh giáo hai vị thần vương xem nên làm như thế nào bên trong thánh địa chắc long đế sẽ bước vào trong hắn cười ha hả không bận tâm vết máu ở trên người ôm chặt trung nhạc đúng là không gì vui bằng trung nhạc bị máu trên người hắn dính đầy lắc lắc đầu cười biểu huynh lại hơi đắc ý quá rồi Ê, không sao tám vạn năm ở mức nhẫn nhịn một ngày được sảng khoái như vậy đương nhiên là vô cùng sung sướng rồi hơn cả thành đế kìa chắc long cười nói nếu biểu đệ không có thủ đoạn nhanh như chớp như vậy thì ta không biết phải nhẫn nhịn bao lâu nữa đấy hôm nay giết long thị hôm khác giết thiên báo long ta sẽ thanh tẩy hết đám chứng khí đó đi trung nhạc cười nói biểu huynh huynh không kịp rồi lần này sau khi tẩy trần cho ta họ sẽ lập tức rời khỏi lôi trạch thánh địa này huynh không giết được họ nữa đâu giờ huynh ra ngoài mà xem có lẽ họ đã thu thập dọn xong hành lý rồi đang chuẩn bị rời đi rồi Trác Long nghe vậy khựng người, vội vã ra khỏi thánh điện bay đi. Một lúc sau, hắn tới lôi trạch thánh địa mà Thiên Bảo Đế chiếm cứ, thấy vô phàn, cỗ Long thuyền bay ra khỏi thành. Trác Long đế lại tới lãnh địa của Long Tà Đế, thấy Long Tà Đế dẫn cả tộc già trẻ liền rời đi. Đến khi tới lãnh địa của bọn Long Phượng Long Nha thì vô số La Nha Long, Phượng Long đeo hành năng đang vô cánh bay đi, giống như những đám mây đen phủ đầy bầu trời vậy. Ma Long Thần Long cũng bỏ đi, để lại các tòa thành thần điện trống rỗng. Chắc Long Đế đầu trống rỗng vì sự kinh hỉ lớn lao khiến cho gần như chóng váng. Một lúc sau mới trở lại thánh điện, đi qua đi lại, mừng quá mà bật khóc rồi lại cười. Cuối cùng, cuối cùng cũng có ngày này, lôi trạch thị ta lại là, là lôi trạch thị rồi. Hắn không kìm được mà rơi nước mắt, trước đó huyết tẩy Long Thị Đế là sự thống khoái, còn giờ là vui mừng điên cuồng. Trung Nhạc cười, biểu huynh đừng quá vui mừng, hay quá đau buồn làm gì, đều dễ ảnh hưởng đến đạo tâm. Thiên bảo đế, long tà đế bọn họ Lần này rời đi cũng tốt thôi Sau này đối đầu huynh giết chúng Diệt tộc của chúng, báo thù giờ hắn Chắc long đế do dự Lắc lắc đầu cười nói Chúng đã bỏ đi rồi Không cần đuổi cùng giết tận như vậy Trung nhạc lạnh lùng lên tiếng Lấy ơn báo oán Vậy lấy gì báo ơn đây Chắc long đế biết mình Bị ngược đãi quá lâu Đã có phần yếu đuối Hắn nghiêm túc nói Biểu đệ nói phái Dùng ơn báo oán Không có gì báo ơn cả Kẻ thù Tới vì mục đích tiêu diệt chủng tộc ta Xâm phạm huyết mạch của ta Phá hỏng huyết thống Truyền thừa của ta Muốn ta phong tộc diệt chúng Phải đổi tận giết tuyệt Thì mới báo thù được Mới trả ơn được Hai người cùng cười ha hả Biểu huynh Bản bộ lôi trạch thị Còn có bao nhiêu lôi trạch chân chính vậy Trung nhạc cùng hắn Ngắm nhìn thánh địa Được tạo thành từ lôi trạch đại đạo Trung Nhạc nhìn thấy rất nhiều tinh cầu Còn có các tòa chữ thiên Cũng coi như hưng vượng Hắn bất giác hỏi Chắc Long Đế nói Còn có hơn 600 vạn 33 vạn quân Còn có một vị lão Long Đế chấn thủ Ở nơi sâu nhất thánh địa Trung Nhạc giật mình Chỉ riêng thế lực bản bộ lô trạch thị Chắc đã hơn cả đế tộc bình thường rồi Hoa tư thị Chỉ còn trăm vạn tộc nhân Tại sao lô trạch thị lại còn nhiều như vậy vậy Trung Nhạc định thần lại Thấy khó tin nói Lôi Trạch Thị cảnh ngộ còn thảm hơn cả Hoa Tư Thị, tại sao lại giữ được nhiều tộc nhân như vậy? Biểu huynh xin hãy chỉ giáo cho. Chắc Long Đế đã ký. Hoa Tư Thị sợ ngoại tộc xâm nhập huyết mạch nên không dám thành thân, không dám thông hôn với các ngoại tộc, vì thế dần dần suy yếu đi. Tuy thế lực bị ngoại tộc xâm nhập ít, thế nhưng nhân đình cũng ít theo. Còn Lôi Trạch Thị ta thì khác kìa. Lôi Trạch tộc nhân ta dù là chủng tộc nào cũng dám thông hôn, đều lấy vợ, gà chồng, đều dám sinh đẻ cả trung nhạc chỗ mắt hẳn những loại ngu long có huyết mạch côn tộc còn cả long thị đế mang huyết mạch si tỷ thi tộc thi thân thành đế sao có thể có huyết mạch lôi trạch được chắc long đế càng thêm đắc ý không muốn bị giết thì chỉ có sinh nhiều sinh thật nhiều vào ví dụ như ta đây ngươi chỉ biết ta có 9 con trai thế nhưng không biết chín đứa nó là người giỏi nhất thôi những đứa khác không nổi trội gì cho nên không nói cho ngươi biết chỉ nhi nữ của ta thôi cũng có hàng vạn rồi Trung Nhạc bỗng nhớ tới bệ ngạn phổ lao bọn họ dường như chủng tộc của mẫu thân họ khác nhau ví dụ như mẫu thân của bệ ngạn là bạch cổ vương tộc mẫu tộc của bì xì có lẽ là thần quy mẫu tộc của si vẫn có lẽ là côn bằng còn mẫu tộc của phổ lao có lẽ là hống hey, biểu huynh đúng là đúng là bác ái mà trung nhạc cảm thán nói lần này ta tới cũng là muốn mượn binh lực của huynh muốn hỏi biểu huynh xem có thể cho ta mượn một đội quân tinh nhuệ của lôi trạch thị hay không biểu huynh Thần hậu đương nương cho ta ba nghìn hoa tư Huỳnh cũng thấy thực lực của họ đấy Ta cho người một vạn lôi trạch Chắc Long cười ha hả Ta hảo phóng hơn nàng ta chứ Nghiên tâm ta sẽ lựa chọn dũng sĩ mạnh nhất lôi trạch thị cho ngươi Trung nhạc mừng rỡ Vội vàng cảm tạ Đột nhiên nhớ ra một chuyện Hắn nói À cấn thân của đại nhân ở đâu rồi Đại nhân là cách gọi tôn kính của phục kỳ thị Và yểm tư thị Vô lôi trạch thần vương và hoa tư nguyên quân Cách gọi này tiếp nối tới nhân tộc Trung Nhạc hỏi tới cấn thân của lôi trạch thần vương Thế nhưng không dễ trực tiếp gọi danh húy nên gọi là đại nhân Chắc Long vẻ mặt lo lắng nói Vị lão Long đế nhà ta vẫn mãi chấn thủ Ở nơi sâu nhất trong thánh địa là vì lý do này Biểu đệ không phải người ngoài Nào đi theo ta Trung Nhạc theo hắn tiến về phía trước Xung quanh là núi non, cây cối, lá rơi, hoa bay, thú chạy, chim bay Biến ra từ lôi đỉnh, đại đạo Lôi đỉnh đại đạo càng ngày càng cao thâm càng kinh người phía sau là đại đạo chiếu hoang lôi phía sau nữa chính là đại đạo chiếu hỗn độn thần đình tới cuối cùng trung nhạc thấy một vùng hỗn độn lôi hải chỉ có ở đây mới có cảnh tượng khủng khiếp như hỗn độn lôi hải cả hỗn độn lôi hải đang không ngừng xoay chuyển chốc chốc lại lóe sáng lôi đỉnh lấp loáng mỗi tia sáng đều phản chiếu hương ảnh của một vị thần long đáng sợ trang nghiêm mỗi lần chấn động là thấy không gian sinh ra rồi hủy diệt trong hỗn độn lôi hải giống như đang tạo vật và hủy diệt vậy đây có lẽ là nơi lôi trạch và thủy long sinh ra đại đạo đậm đặc tới cực điểm chắc long tới phía trên hỗn độn lôi hải đưa tay hất một cái lôi hải tách ra một đường thông đạo dẫn trung nhạc xuống biển họ cứ đi thẳng xuống dưới hỗn độn lôi đình xung quanh kinh hồn động phách cho dù là trung nhạc cũng thấy sợ hãi cuối cùng họ vào nơi sâu nhất của lôi hải đại nhân ở đây chắc long đế khẽ nói trung nhạc ngẩng lên tâm thần chấn động thấy một vị thần long khổng lồ đang nằm râu rồng bay phấp phới có một loại khí tức khổng hoang cuồng dã thế nhưng không rõ sống chết thế nào tiếng trống vọng tới dường như vọng ra từ trong cơ thể thần long trung nhạc nhìn thì thấy nơi tim của thần long có một cái trống nhỏ đang đập rồi tiếng trống lặng đi là chư thiên vô đạo sao trung nhạc cựng người đây là chư thiên vô đạo giống như chức mộ cổ chấn áp đại tư mệnh ở trạng thái tử vong cũng chấn áp cấn thân của lôi trạch ở trạng thái tử vong khiến cho hắn không sống dậy được Cuối cùng, giờ hắn cũng biết tại sao vị thiếu niên lôi trạch ở cổ lôi trạch giới học được chư thiên vô đạo, bị chiếc mộ cổ chấn áp lâu như vậy, không ngừng hứng chịu xung kích của mộ cổ. Lôi trạch cũng lĩnh ngộ được một phần chư thiên vô đạo. Lạ thật, chiếc trống này đã rất lâu không chấn động, tại sao hôm nay lại vang lên vậy? Đột nhiên một giọng nói già lua vang lên, lúc này Trung Nhạc mới chú ý tới, trên trống có một con rồng nhỏ quấn quanh. Con rồng đó nhỏ tới mức đáng thương, giống như chỉ là một con thạch sùng bỏ trên trống vậy, Vị lão long đế đó Trung nhạc có chút chóng mặt Hắn vốn tưởng vị lão long đế đó Phải to lớn vĩ đại Ai ngờ lại nhỏ đến như vậy Nhưng dòng có thể lớn, có thể nhỏ, có thể ẩn, có thể hiện Vị lão long đế này đương nhiên Sẽ không nhỏ như thế kia Quả nhiên con rồng nhỏ bay lên ra khỏi cơ thể của lôi trạch Thân hình càng ngày càng lớn Biến thành lão giả đầu rồng thân người Đứng trước mặt hai người Là hậu dệ của lôi trạch và hoa tư thị Đại toại, yểm tư thị Giống với lôi trạch hơn một chút cùng là đầu dòng thân người còn phục khí thị thì giống với hoa tư thị hơn đầu người thân rắn vị lão giả này nhìn trung nhạc lộ ra vẻ kinh ngạc thế gian vẫn còn phục khí sao vị đây là tộc trưởng hiện nay của phục khí Thị trung Sơn thị trung nhạc chắc đế cười giới thiệu ứng loan người ở đây quá lâu rồi không nên biết chuyện này à biểu đế đây là ứng loan đế bái kiến ứng loan biểu huynh Trung nhạc kia lễ Ứng loan đế vội vàng đáp lễ Ta còn tướng Phục khi thị đã bị tuyệt diệt Không ngờ vẫn còn biểu đệ tại thế như vậy Biểu đệ đầy khí chất phong độ Thân tu vi này Đến ta cũng phải chấn kinh Đúng là hiếm có mà Mộ cố đã mấy vạn năm không chấn động Tại sao lần này lại đột nhiên phát ra tiếng như vậy chứ À Chắc là vì thứ ta đang mang theo đấy Trung nhạc trầm ngâm một chút Lấy ra vài thứ vỡ nát những thứ đấy vừa được lấy ra thì chiếc chống nơi tim của cấn thân lôi trạch lại chấn động chắc long đế và ứng loan đế sắc mặt đại biến thấy mấy món trung nhạc vừa lấy ra chính là chiếc chống vỡ chiếc chống mậu cổ vỡ này chứa uy năng đáng sợ hơn khủng bố hơn thậm chí hơn cả chiếc chống chấn áp trong cơ thể cấn thân lôi trạch, chỉ là uy năng của những mảnh vỡ thôi đã hơn hẳn chiếc chống kia rồi đạo thần chi bảo sao hai vị đế ra đầu tê dại những mảnh vỡ này đang khẽ rung lên dường như cũng cảm ứng được chiếc trống kia hơn nữa giữa các mảnh vỡ còn có lực hút cho dù trung nhạc dùng pháp lực chấn áp thế nhưng cũng khó mấy mảnh vỡ đấy dường như sắp ghép lại với nhau mảnh vỡ của chiếc trống này chính là chiếc trống truy sát đại tư mệnh bị đại tư mệnh đánh vỡ khi ở khởi nguyên chi địa trung nhạc lấy đi những mảnh vỡ kia chiếc trống này rơi xuống từ đạo giới khi đại tư mệnh cướp đoạt sinh mệnh của thụ không ngừng chấn động khiến cho đại tư mệnh phải tháo chạy đó là bảo vật cấp đạo thần thân chống được tạo thành từ đạo thuần túy sau khi bị vỡ trung nhạc nhặt lấy những mảnh vỡ đó đưa tới tổ đình cùng phong núi trung nghiên cứu rất nhiều năm thế nhưng cũng không thể phục hồi nó được không ngờ giờ lấy ra thì món đạo thần chi bảo này lại có dấu hiệu phục nguyên chắc long đế và ứng loan đế vội ra tay hai vị đại đế hợp lực cuối cùng cũng chấn áp được những mảnh vỡ không cho chúng ghép lại với nhau ba người nhìn nhau trong lòng đều có chút sợ hãi nếu món đạo thần chi bảo này phục nguyên là cấn trong chiếc chống chấn áp lôi tố dựa vào khẽ chấn được một cái thôi chúng ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn thây đâu chắc long đế dùng mình là cấn đạo thần trong những mảnh vỡ này đã bị đại tư mệnh xóa đi nhưng chiếc chống trong cấn thân của lôi trạch thì vẫn còn nếu như là cấn của nó vào trong những mảnh vỡ này đạo thần chi bảo phục nguyên thì đó chính là đại họa chiếc chống trong cấn thân lôi trạch là một món đế binh uy lực và uy năng đều thua kém những mảnh vỡ trong tay trung nhạc rất nhiều uy năng của đạo thần chi bảo có thể chống lại đại tư mệnh rất gần với đạo thần nó mà phục nguyên thì ai có thể chống cự được đây đúng lúc này chiếc chống nơi tim của lôi trạch lại tự dung lên tiếng chống vang lên ba người đều hự lên một tiếng khóe miệng dì máu cảm thấy mọi đại đạo trong cơ thể mình đều bị chấn áp nhục thân mềm nhũn nguyên thần vô lực khó lòng chấn áp được những mảnh vỡ kia cho dù trung nhạc đã thâm ngộ sự ảo diệu của mộ cổ lĩnh ngộ một phần chư thiên vô đạo nhưng cũng bị chấn đến không thể dùng một thân tu vi được đây là thần thông không thể phá giải ba người bị đánh bay mỗi người một hướng những mảnh vỡ kia thoát khỏi sự chấn áp của họ bay lên không trung Chức chống trong tim cấn thân lôi trạch cũng bay lên từ bên trong xuất hiện các tia sáng bay về hướng những mảnh vỡ kia đó là lạc cấn của đạo thần sắp phục nguyên đạo thần chi bảo của mình hồi phục về trạng thái đỉnh phong trạng thái viên mãn trừ thiên vô đạo trung nhạc ở giữa lưng chừng không y phục bay phần phật áo choàng bay lên tung một trường ấn pháp lực tu vi cùng hồi phục, ma khả ba khả tứ ba khả tứ đắc mệnh đắc tứ ma đắc miệng hắn thốt ra giọng ngữ vang vọng âm thanh vang vọng khắp vốn đoạn hòa hải đầu hắn lắc mạnh các cùng sáng sau đầu xoay chuyển lại có thêm các trung nhạc bước ra đồng thanh độc lớn ma khả ba khả tứ ba khả tứ đắc mệnh đắc tứ ma đắc hắn kéo mình từ tương lai tới cùng đối phó với diễn biến lúc này trong tiếng động ngữ hồi sinh mộ cổ cũng không ngừng chấn động bay ra từ tim của cấn thân lôi trạch ánh sáng chó lòa phát ra từ chiếc trống nối liền với mảnh vỡ đạo thần chi bảo các mảnh vỡ khổng lồ đó bắt đầu ghép lại với nhau lão đại nhân còn không hồi sinh đi chung nhà khét lớn hỗn độn lôi hải dung chuyển sóng lớn nổi lên lô đình khuế đảo hỗn độn lôi hải mọi lô đình đại đạo đều tỉnh lại đang điên cùng chấn động tiếng sấm vang lên dữ dội tùng 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 chiếc trống cũng lên cuồng chấn động dường như chuẩn bị nắm lấy thể cơ hiếm có này để phục nguyên đạo thần chi bảo chấn áp mọi thứ trong tiếng trống trung nhạc và chắc long đế ứng loan đế nhục thân đều bắt đầu thối giữa nguyên thần cũng tan rã đại đạo bắt đầu khô héo huyết nhục toàn thân cứ rụng rời như đất nhão lão đại nhân trung nhạc khét lớn còn không tỉnh lại cả lôi trạch thánh địa đột nhiên sôi trào ánh sáng chói lòa bùng phát tất cả đại đạo trong lôi trạch thánh địa dường như chợt tỉnh lại trong nháy mắt cuồn cuộn cuồn cuộn dâng trào về hỗn độn lôi hải đạo âm vang lên khắp thiên địa uỳnh uỳnh hàng tỷ đạo lôi quang tụ lại biến thành một đạo lôi đình khủng khiếp đánh xuống hỗn độn lôi hải đang xoay chuyển tia chấp đấy chỉ trong thắng chốc chiếu sáng cả tử vi thậm chí cả thiên đình ở phía xa cũng được chiếu sáng lúc này mục tiên thiên đang xử lý triều chính thế đạo lôi quang đó không khỏi giật mình vội dặn giám thiên tư và tuần thiên tư hai vị ái khanh yêu nghiệt phương nào đang làm loạn mau đi điều tra hai vị đế quân vội vàng kiểm tra động tĩnh một lúc sau nói khởi bẩm bệ hạ trong lôi trạch thánh đĩa có cái thế lôi quang oanh kích trung tâm của thánh địa lôi đỉnh đánh xuống tinh hải bị đánh bay vô số những tinh cầu lệch khỏi quỹ đạo gây nên động tĩnh không nhỏ mục tiên thiên tức quá hóa cười chân thân ma đạo đứng dậy nói hỗn sược đúng là hỗn sược mà chấm vừa ngồi lên vị trí thiên đế xung quanh đã phản chấm ngay cả lôi trạch thánh địa trước nay an phận thủ thường cũng không được yên tĩnh sao nghĩ chấm là tượng gỗ hay sao mau chuyển ý chỉ của chấm triệu kiến Trắc long có thần tướng lĩnh chỉ đang định tới lôi trạch tuyên Trắc long lên chiều thì đột nhiên vô số cung điện trong thiên đình rung lắc bị xung động từ xa chuyển tới chấn động kêu lên răng rắc rồi khí tức cổ xưa khủng bố như hồng hoang ngập tới ba đạo ngông cuồng tuy không có âm thanh gì chuyển tới thiên đình nhưng tất cả thần ma trong thiên đình đều tin chắc mình đã nghe thấy tiếng long ngâm đặc biệt là những người mà lục đạo luân hồi nghịch kha lục luân bàn cổ đạo nhân ở đạo nhất biết cảnh trong đầu họ cũng bất xác chấn động mục tiên thiên cũng nghịch khai lục đạo luân hồi trong tai cũng vang lên tiếng long ngâm nặng nề sắc mặt đại biến vội vàng gọi lại vị thần tướng chuẩn bị đi tuyên chỉ kia thôi không cần đi nữa đâu chấm đã biết ai gây nên động tĩnh này rồi việc này bỏ qua đi không cần chiêu cứu nữa đâu quần thần trong chiều nhìn nhau không hiểu động tính mà yêu nhiệt này gây lên thực sự quá lớn tại sao thiên đế bệ hạ vừa rồi phẫn nộ mà giờ nộ khí đã tiêu tán đây rốt cuộc yêu nghiệt gì lại khiến cho bệ hạ nhẫn nhịn như vậy mặc cho đối phương gây chấn động thiên đình như vậy ánh mắt của mục tiên thiên lai động trong lòng vẫn còn nộ khí không giải tỏa được Ban là rồng cố là cổ xưa bàn cố là đại nhất thần long đại tọa mở ra đạo nhất bí cánh luyện ra bản cổ đạo nhân vị thần nhân này thực ra được sinh ra từ quan tướng lôi trạch thần long vừa rồi bàn cổ thần nhân trong đạo nhất biết cánh bất giác chấn động chắc chắn là lôi trạch thần long đã hồi sinh nếu không rất không khiến cho bàn cổ thần nhân chấn động như vậy thiên hạ này chấm ngồi cũng thật bực bội vừa lên thì yêu ma quỷ quái gì cũng nhảy ra cả đáng hận đúng là đáng hận mà à đúng rồi chắc chắn là phiền phức mà bảo bối thiên tử tướng gây ra ta biết hắn không an phận đi khắp nơi gây chuyện thị phi lần này chắc chắn cũng là hắn ta rồi Mục tiên thiên sắc mặt sáng tới bất định Hắn cả ngày càng lộng hành rồi Muốn kéo chấm xuống khỏi thiên đế bảo tọa này hay sao Mà trong lôi trạch thánh địa Chấn động và tiếng nổ kinh thiên động địa Liên tục vang lên Chiếc chống vỡ mùng phát hắc quang Bao trùm tới đâu là ở đấy không còn đạo Chiếc chống đã ghép lại thành hình Hai chiếc chống đang dung hợp với nhau Đúng lúc này tiếng long ngâm trầm đục vang lên Một cái long chảo khổng lồ Thỏ ra túm chặt một chiếc chống Âm thanh vang vọng Khởi nguyên Người ám toán ta Chiến đấu Tiếp tục chiến đấu nào Cự Long giãn thân mình Tách hai chiếc trống ra Chiếc chống vừa mới phục nguyên Lại vỡ tan Cự nhân đầu dòng thân người Mà Long thần biến thành Một chân dẫm lên chiếc trống hoàn chỉnh Giọng nó ồm ồm vang lên Triệu tập như lang lôi trạch thị Chắc Long Người mau đi đi Cho dù hắn Mới vừa hồi sinh Thế nhưng chân ý ngập trời Cứ như không biết mình đã chết nhiều vạn năm Mới vừa hồi sinh vậy Nhìn Trung Nhạc tiếng gầm kinh thiên động địa phục khí thế ngươi đi triệu tập chiến thần phục khí thế gọi phong thường dương tới gặp ta đem theo những người mạnh nhất tộc ngươi nữa còn cả hoa tư thí đánh thức cậu thố hoa tư nương nương cho ta ta dẫn các ngươi đi giết một trận long trở lở đất nào hắn một chân dẫm tan chiếc mộ cổ Lạc ấn trong đó cũng tan tành trận chiến này chúng ta chắc chắn sẽ không thua kẻ nào trận trước mặt ta ta chém chắc lòng ngươi còn không mau đi đi Chắc Long Đế chần chừ ảm đạm nói Lồi tổ chiến tranh đã kết thúc rồi Sao chiến tranh kết thúc rồi sao Lôi chạch của thần sững người Dâu rồng tung bay Lộ ra vẻ khó hiểu Nghi hoặc nói Chiến tranh kết thúc bao giờ Tại sao không ai thông báo cho ta vậy Không phải vừa mới bắt đầu hay sao Ta còn chưa chiến đấu Ta còn có thể Chúng ta thua rồi Chắc Long khẳng khả nói Lôi tổ chúng ta thua rồi đã qua 10 vạn năm rồi Ngài đã chết 10 vạn năm rồi Chúng ta thua rồi Phục kỳ thị thua rồi Hòa tư thị cũng đã thua rồi Không, không thể nào Lôi chạch của thần động nộ nhấc quả áo hắn lên, nộ khí sung thiên Không thể nào Chiến tranh vừa mới bắt đầu Không thể nào kết thúc được Chúng ta không thể thua Ta còn chưa nhận thua Chiến đấu, tiếp tục chiến đấu nào Lôi tổ, chúng ta thật sự thua rồi Ứng loan đế khóc lớn Chúng ta thua thật rồi Lôi trạch thị chúng ta chỉ còn lại Vài trăm vạn tộc nhân Không thể chiến đấu nữa rồi Lôi trạch của thần giữ người Bàn tay cũng buông ra Chắc long đế rơi xuống Chỉ còn lại vài trăm vạn tộc nhân thôi sao Khóe miệng của hắn dỉ máu Đó là đạo thương mà mộ cổ gây ra cho hắn Cho dù trung nhà của sinh hắn Thế nhưng đạo thương vẫn còn Làm hỏng nhục thân của hắn Vậy phục kỳ thì sao Hắn làm bẩm chắc Long Đế ảm đạm Phục khi chưa còn lại Vị tộc trưởng này thôi Hoa tư thí cũng còn trăm vạn tộc nhân Chúng ta thua rồi Thua hoàn toàn Kính thưa quý vị khán giả thân mến Tập 318 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại